Ngày 12 tháng 7 năm 2023, bước sang ngày tu thứ 3 tu học khóa tu Ươm mầm trí tuệ tại chùa Kim Linh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Hơn 150 khóa sinh được Chư Tôn Đức Ban tổ chức hướng dẫn khóa lễ, nghi thức thiền môn cùng những hoạt động ý nghĩa trong ngày. Các bạn khóa sinh được Chư Tôn Đức Ban tổ chức hướng dẫn đảnh lễ tam bảo và tọa thiền trong chánh niệm. Thở vào con biết con đang thở vào, thở ra con biết con đang thở ra. Kiểm soát hơi thở của mình và suy nghĩ về công ơn của cha mẹ mình, công ơn của các anh hùng đã hy sinh để các bạn có được cuộc sống an bình như ngày hôm nay. Sau khi dùng điểm tâm sáng, các bạn khóa sinh được ôn lại những kiến thức đã học, những mốc thời gian quan trọng về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do Đại Đức Thích đồng hành giảng dạy để chuẩn bị cho cuộc thi giáo lý vào ngày mai 13 tháng 7 2023. Hôm nay các bạn đã dần quen với nếp sống thiền môn dưới sự hướng dẫn của quý thầy. Các bạn khóa sinh đọc bài ân đức cơm canh trước khi dùng cơm trưa và ăn cơm trong chánh niệm. Ban tổ chức cũng đã đặt rất là nặng chú tâm đến cái nội dung làm sao để rèn luyện cho các cháu từ cái khâu mà sinh hoạt cho đến cái nội dung giảng dạy thiết thực để cho các cháu có thể ứng dụng được ở trong cái đời sống của mình, đặc biệt là đối với giới trẻ khi đi vào trong cái ngưỡng cửa của cuộc đời. Em xin cảm ơn ban tổ chức đã cho em một không gian cũng như là một môi trường học tập phát triển như thế này. Cảm nhận của em khi tham gia khóa tu là rất là vui vẻ và hạnh phúc khi được làm nguyện viên ở đây. Buổi chiều, các bạn khóa sinh được nghe thời pháp thoại của Đại Đức Thích Đồng Chơn với chủ đề Điều Con Muốn Nói. Tại buổi pháp thoại, Đại Đức Giảng Sư kể về công ơn cha mẹ và hướng dẫn các bạn khóa sinh hãy tưởng nhớ đến hai đấng sinh thành của mình, suy nghĩ về những lần lầm lỗi với cha, những khi cãi lại với mẹ. Chính những lúc ấy làm cho cha mẹ đau lòng đến mức nào. Những giọt nước mắt hối lỗi lăn dài trên má của các bạn về những lần làm cho cha mẹ buồn lòng. Dịp này, ban tổ chức phát những tờ giấy để các bạn khóa sinh ghi lên những lời xin lỗi, những lời cảm ơn mà mình chưa thể trực tiếp nói với cha mẹ mình. Được biết, tối ngày 11 tháng 7 2023, đáp lại lời mời của ban tổ chức, các ca nghệ sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh đã trở về để cúng dường các tiết mục văn nghệ lên Chư Tôn Đức cũng như dành tặng các bạn khóa sinh.